Trước khi để cái giá lạnh của mùa đông sát muối vào nỗi cô đơn, tại sao chúng ta không thử làm hiệu ứng thả tim tuyệt đẹp bằng PowerPoint để ngỏ lời với người ấy xem sao? Cả nhà có thể xem video hướng dẫn chi tiết cách tạo hiệu ứng chữ viết tay mà mình sử dụng trong phân cảnh vừa rồi tại nightside.vn/draw. Video này chắc chắn sẽ giúp chúng ta có một bước tiến lớn trong cả tư duy lẫn ý tưởng thiết kế style PowerPoint, đặc biệt là trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo. Đây là bộ tính năng mới độc quyền của Office 365 được Nightside cài đặt miễn phí cho học viên. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.